Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng mọi giá trị vào trong thị trường thực tế từ chính những giao dịch của bản thân mình xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua trên thị trường để chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng chính những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường. Nhà đầu tư cần phải hiểu rằng trên thị trường giao dịch Forex này không có chuyện là nói mồm hoặc dùng mõm để phân tích hoặc chia sẻ trên thị trường mà không chịu giao dịch, không chịu vận dụng, không chịu áp dụng vào trong thực tế để minh chứng cho chính những điều mà bản thân chúng đang chia sẻ trên thị trường. Thị trường này không có chuyện áo quân Forex thế giới hay rổ trader hoặc chuyên gia Forex hoặc cả chủ các kênh YouTube đang chia sẻ Forex, chủ các diễn đàn chỉ ra ngoài phân tích và cho lệnh hoặc đọc xu hướng cũng như chia sẻ giá trị kiến thức mà gọi đó là thực tế hoặc là thực chiến giao dịch Forex. Chỉ có những thằng điên hoặc những thằng ngu mới tin vào cái giá trị của bọn lừa đảo bịp bợ như vậy trên thị trường về đầu tư Forex này. Tôi minh chứng mọi giá trị ở trên thị trường bằng chính những phương pháp và bằng chính những kỹ năng giao dịch của bản thân mình để đưa vào trong thực tế trên thị trường để mọi nhà đầu tư có thể trực tiếp đánh giá, mọi nhà đầu tư có thể trực tiếp nhìn nhận và thấy rõ được các giá trị thực tế này trên thị trường. Đây là cả một quá trình dài của bất kỳ một ai hay một nhà đầu tư nào khi theo dõi hoặc nhìn nhận hoặc đánh giá bất kỳ một ai trên thị trường giao dịch Forex này đều phải có cả thời gian để chúng ta nhìn nhận, để có phải có thời gian để chúng ta đánh giá, xem xét về giá trị mà bản thân họ đang chia sẻ cho chúng ta trên thị trường về đầu tư Forex này. Tôi mong muốn rằng bản thân các bạn đi trên chính con đường về đầu tư Forex, hãy nhìn nhận vào trong thị trường thực tế làm sao để hiểu được và đánh giá được rõ về các giá trị này trên thị trường. Tôi minh chứng mọi giá trị ở trên thị trường bằng chính những gì mà bản thân tôi trong suốt cả một thời gian dài phải nỗ lực để minh chứng, phải nỗ lực để chia sẻ và đưa vào trong thực tế trên thị trường để gửi đến các nhà đầu tư, mong muốn rằng trên con đường mà bản thân các bạn đã trải nghiệm về thị trường hãy thực tế để mình thấy rõ được những hiệu quả của những phương pháp, của những kiến thức và những kinh nghiệm giao dịch thực tế trên thị trường chứ không phải là những thứ vớ vẩn chỉ ở trên mồm, trên mõm hoặc trên sách vở hoặc đầy rẫy trên Google mà không có giá trị chứng minh ở trên thị trường về đầu tư này. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng mọi giá trị trên thị trường bằng chính những giao dịch thực tế của bản thân mình xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua trên thị trường về đầu tư Forex này. Mời nhà đầu tư theo dõi. Đây vào. Đó bên này anh. Lệnh cho trên web mình nhé. Đi này mấy hôm nay mẹ có gọi không? Đã có. Ngoài mẹ gọi. Mình nhắn mấy tin với họ từ cái bài hát giờ xuân này con không về. Mẹ đừng chờ tin con. Đó, nhớ gửi cái đấy xong rồi khóc thút thít. Bảo con không muốn đâu. Hiểu chưa? Thế là ối dồi ôi luôn thật ạ. Mẹ vừa qua chắc mấy con giới chết nhiều lắm nè. Cuối tuần qua, ngày hôm qua là má một đống thằng xeo má đi nhìn tao này. Tôi biết má người ta kẹp, người ta nhà chỗ nào đâu, những cái chỗ cần giấu người ta giấu mẹ đi được. Ngồi má ta bẫy cho chết sặc máu ra. Đó, mày thấy rõ đó, ra ngoài hiểu thì tồn tại, không hiểu thì chỉ có đứt thôi. Đó. Cao dài mất phương hướng.
vào đi hỏi do người ta xem em chơi chỗ nào, tao đến cần biết từ đấy như thế nào, nhưng mà tao đánh theo cách của tao, biết đeo phải chia sẻ ở bên ngoài. Làm một tí rồi ngồi coi phim, coi notebook, cái bộ kia có kia đến 7 phần đấy. Phần 1 còn chưa coi xong. Thôi đi ra rồi. Bà đang sạc pin đây này. Chiều bây giờ mượn đang sạc pin này, nó hết pin rồi nhá. Lát sạc xong rồi cho mượn nhá. Bà mẹ đưa điện thoại lớn này. Đủ pin này. Đủ chưa? Tiếp thêm. Nào tiếp thêm. Ui. Nó có cái YouTube thì có cái gì đâu mà cứ coi hoài. Toàn ba cái lẩm nhẩm. Đây nha, đây nha, mà không bảo đây là không được đây. Đây nằm đây. Lệnh này chỉ là scap thôi nha. Đó. Các bạn thấy không, người ta ngồi đợi má từng ly từng tí một. Phải đâu má thức là bắn, đêm qua ta đâu có ngủ. Mãi 4 giờ mấy ta mới ngủ. Má ta vừa, ấy, ta vừa hướng dẫn này. Ấy tài khoản, ấy, đêm qua, buy, sell, ta đọc cho mày. Quá. Lấy bài lên này. Đó. Đó. Nhìn phát kinh. Nên nghiêng cái đầu vào. Rồi chụp lại tấm khác này, tấm này xấu. Quá ngồi kiên nhẫn lắm, lại người ta vào lúc buổi sáng. Lúc khoảng vừa nói chuyện xong kia thì tao vào. Bắt liên quan. Người ta đánh tài khoản lớn người ta còn không thêm xô. Má tài khoản nhỏ đeo đánh được mày đặt ra ủi thác. Dậy. Mày bảo tao làm. Anh em theo dõi nha.
Thôi nói chung để từ từ ấy. Rồi bây giờ tôi đi nghe nhạc tí nha. Lát gặp anh em. Rồi, chào tạm biệt anh em.